Bộ ảnh được thực hiện khi vừa mới bấm máy bộ phim Kẻ Thứ Ba cách đây 4 năm. Cặp sao không ngại thể hiện tình cảm, tình tứ bên nhau. Dù là ngoài màn ảnh song cả hai phối hợp vô cùng ăn ý như đôi tình nhân thật sự. Lý Nhã Kỳ tiết lộ, tôi và anh Han hiểu nhau rất nhiều. Chúng tôi có phản ứng hóa học trong vai diễn Quang Kha, Thiên Di trong phim. Chúng tôi đã dư cảm xúc để hiểu nhau qua cảm xúc vai diễn và qua tính cách của cả hai bên ngoài. Chỉ cần nhìn nhau thôi anh Han sẽ biết tôi muốn nói gì và ngược lại. Có thể nói tôi làm tốt vai Thiên Di với tâm lý giằng xé và mâu thuẫn nội tâm tốt đều nhờ vào Quang Kha, Han Jae Suk giúp đỡ. Người đẹp không tuổi nhận xét anh Han rất tinh tế, nhiệt tình hỗ trợ, biết cách nâng cảm xúc bạn diễn và kéo gần khoảng cách của cả hai. Thành công nhất là chúng tôi đã thuyết phục được khán giả xem phim và tin chúng tôi là cặp vợ chồng yêu nhau rất ngọt ngào. Lý Nhã Kỳ nói, cô cũng tiết lộ tài tử Giày Thủy Tinh là thần tượng từ thời thanh xuân. Tới bây giờ anh ấy vẫn là mẫu đàn ông lý tưởng khiến cô rung động, xao xuyến. Tôi thích mẫu người đàn ông chững chặt, điềm đạm nhìn vẻ mặt phong trần một chút nhưng đẹp trai và ấm áp. Anh Han rất giỏi, như một người anh, người bạn, tri kỷ dìu dắt tôi trong gia diễn. Còn sao nhãng thì không gì tôi đang là diễn viên, cũng không phải tuổi đôi mươi nữa. Mình phải đặt tính chuyên nghiệp lên hàng đầu. Còn mắc cỡ thì có, ví như trong những cảnh hôn hay thân mật quá mức chẳng hạn. Chàng Quang Kha đã hỗ trợ nàng Thiên Di khá nhiều, không ngại xa xôi đến Việt Nam để cùng quảng bá cho bộ phim điện ảnh Kẻ Thứ Ba. Anh đã lên máy bay về Hàn Quốc sau buổi Cine Tour ngày 14 tháng 5 năm 2022, còn Lý Nhã Kỳ cũng đã lên đường đến liên hoan phim Cannes vào sáng nay ngày 18 tháng 5. Phim điện ảnh Kẻ Thứ Ba vẫn đang được công chiếu tại các cụm rạp trên toàn quốc. Kẻ Thứ Ba xoay quanh chuyện của vợ chồng họa sĩ Quang Kha, Han Jae Suk và bác sĩ Thiên Di, Lý Nhã Kỳ. Một tai nạn khiến Thiên Di đột ngột qua đời. Quang Kha trải qua cú sốc lớn, tìm mọi cách để gặp lại vợ. Anh phát hiện có thể liên lạc với một nhân vật sống ở quá khứ qua chiếc laptop mua được. Anh quyết định đề nghị người đó giúp ngăn chặn vụ tai nạn cướp đi vợ anh.